chào mừng các bé đã quay trở lại với kênh Hanson. Các bé ơi, các bé có thích ngồi trên những chiếc xích đu thật là dễ thương. Đu tới, đu lui, để tới đẩy lui không? À, rất là thích đúng không nào? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tô màu tranh cát em bé ngồi xích đu. Các bé cùng mở tấm tranh ra cùng với chị nha. Ở bên trong thì có những bịch cát nhỏ đủ màu sắc. Mà đây là máu để tô. Trước hết, em bé sẽ có một bộ tóc màu hồng thật là xinh xắn. Chà 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 chà. Thật là dễ thương đúng không nào? Rồi chiếc miệng và đôi giày sẽ có màu đỏ nha. Màu đỏ, màu đỏ. Rồi bây giờ chị quên vỡ viền của tấm chăn và tô viền cho tấm chăn. Viền tấm chăn và viền tấm chăn sẽ có màu đen này, chiếc xích đu có màu đen này, tôi mất màu đen nha. Chị tô chiếc đu màu gì nào? Dạ, chẳng mấy chốc mà bức tranh của chúng ta đã gần hoàn thiện rồi. Cùng đó là tô màu đèn cho bức tranh. Bức tranh này chị sẽ tô màu đèn là màu xanh lá nhạt nha. Tất cả các màu khác của chị đều có kim tuyến lấp lánh lấp lánh lấp lánh lấp lánh, thật là đẹp. Comment và nhấn nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo nha. Chào tạm biệt các bé. Bye bye.